Để xem hôm nay mình sẽ mang con cá gì về cho mẹ của mình. Mình có sợ lắm. Có ai thấy mùi câu cá của mình không ạ? Ê ê ê. Ê, đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Ok, hôm nay mình sẽ cho mình tiếp đây. Đây nè. Con gì đây? Nó ra luôn đó. Ủa, con này con Go 4 rồi đúng không? Mình làm đủ kiểu rồi, chỉ có chôn nó thôi. Ok, hôm nay mình sẽ làm clip chôn JBL Go 4 sâu hơn hôm qua. Hôm nay có cái sẵn xịn rồi, mình sẽ đào sâu xuống xíu. Vào mùa mưa nữa, điều nhiều cái điều kiện nữa, con này mùa mưa nữa nha, đào sâu hơn nha. Rồi ok, mình sẽ qua bên kia mình chôm nha cả nhà. Rồi ok, mình đi nha. Rồi ok các bạn, mình đang đi chôm tiếp G4, mình sẽ vô cái đám cao su ở đó mình chôm. Thì ở đây thì bây giờ là tháng 4 và mùa mưa vô rồi, thì sẽ thêm một cái điều kiện nữa khó khăn hơn, đó chính là khả năng kháng nước nha. Và hôm nay mình sẽ sâu, đào sâu hơn. Hôm bữa là cũng như đây, là bây giờ sẽ đào sâu hơn tí xíu để mình chôm cái sản phẩm này xuống, thử coi là con G4 này có chịu được hay không. Và hiện tại là có em Phao Quốc A18 hôm bữa là nó đang hết pin thôi, cắm sạc thì vẫn lên nhưng mà tắt nguồn, mình không biết như thế nào, do điều kiện nhiều khi nóng quá. Tại vì các bạn thấy đơn giản chứ mình thấy cũng không có đơn giản lắm, tại vì thời tiết nè, nóng nè, rồi điều kiện như đất là đủ thứ hết các bạn, côn trùng lắm ha. Giờ mình sẽ đi qua lúng kia chôm. Tiếp tục hành trình đi chôm loa. Cái xe của tôi mới rõ. Ồ hả, đã ha. Cái đường nào biết. Đường nào? Đi được, mình đi thẳng luôn ngay chỗ nãy đó, cái chỗ mà cái lúm đầu á. Cái này đi xe mô tô vô đây càng chạy dí 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 cao cao luôn. Mắc mẻ. Thôi bây giờ mình đào dưới đây đi. Đào cái này được không? Đất đây mềm nè. Thì đó, anh cố tình có nước, muốn có nước. Ừ, mình đào dưới đây luôn, đào ngay cái rãnh này luôn, ngay cái vị trí tổ 7, 25. Khi mà mình bót lên là mình đã đào lấy lại rồi nha, không... Không, anh cứ nói là mình đào ở đây, bạn đào ở đây. Ok, thôi mình chỉ đề điểm luôn nè. Tổ 7, số 25. Cái gì chắc ở đây? Nha. Bạn nào cứ tới đây đó, các bạn cứ coi đi đó, đường xá đó chúng ta nó phải lấy địa chỉ là tổ 7 số 25 ngay vị trí này luôn, lô 7 luôn. Mình sẽ chôm dưới đây đó, vậy đi ha. Ok, bây giờ Go 4 chôm. Cái này á, nhiều người bảo mình ném lo không biết trân trọng những quý, không có đâu các bạn ơi. Thôi hả, cứng nha, rất cứng nha, tưởng mềm cũng lại cứng nữa. Cái này phải tới mùa mưa kìa, đất nó mới mềm được. Má dính rễ cây nữa chứ. Ê da, ê da. Ô, cái này là đường rãnh nước nè. Thì cái này trời mưa là mình nghĩ là thế nào cũng sẽ có nước, mà không những nước thường mà nước ngấm luôn các bạn, nước nó sẽ ngấm xuống dưới luôn, cái lo sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp, nước khá là nhiều, hơi lệch tí xíu nha, đào hơi lệch tí xíu nha, đất cứng quá, đây không có đất mềm, đất đây mùa này mùa khô càng cứng không các bạn. Rồi giờ mình sẽ thả Go 4 xuống nha, vẫn hoạt động. Oh.
Rồi ok, xuống thôi. Từ từ. Nhìn coi có ai không. Ok, xuống nha. Rồi, nằm đây nha con. Ok, chịu mưa tháng. Rồi ok, vô, xuống, xuống, lắp xuống. Rồi, và mình lấy cái cây này, mình chọt lên thử coi. Thôi chắc tôi đó không nhớ đâu. Rồi, cục đá này đi. Rồi, ok, vị trí này, quay clip lại để nhớ. Tới đây, rồi, nhìn thẳng dưới là con Go 4 nằm dưới nha cả nhà. Rồi bạn nào clip này lên chứ, tháng nữa mới lên mà. Ok, GPL Go 4 mình đã chôn xong rồi ha các bạn. Hôm nay là mình đã chôn xong GPL Go 4. Khoảng tháng nữa là tháng 5 qua lễ mình sẽ quay lại đây khai quật con này lên. Các bạn thấy video này thấy hay, cái series của mình thấy hay, hãy follow theo dõi vào thứ bảy và chủ nhật hàng tuần lúc 8 giờ tối mình sẽ lên video nha. Cảm ơn đã xem video, hãy hay like, subscribe giúp mình nhé.